Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8 ngày hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập củng cố những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Giới hạn nội dung ôn tập của mình sẽ từ tuần 1 tới tuần 15, phòng giáo dục ra đề. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập phần văn bản Văn bản sẽ được trích dẫn ở bên ngoài sách giáo khoa. Tuy nhiên, người ra đề có thể hỏi chúng ta một số vấn đề như sau. Phương thức biểu đạt. Thì ở đây các bạn lưu ý cho thầy, trong câu hỏi nếu hỏi về phương thức biểu đạt không có chữ chính thì chúng ta thấy trong văn bản có sử dụng phương thức nào, chúng ta phải liệt kê hết. Nhưng mà nếu người ta hỏi là phương thức biểu đạt chính thì các bạn chỉ được phép ghi một phương thức chủ đạo ở trong văn bản đó mà thôi, ghi nhiều hơn chúng ta sẽ không được chấm điểm câu này. Thứ hai, có thể hỏi về nhân vật chính. Nhân vật chính là nhân vật thực hiện hành động chính, hành động xây dựng nên ý nghĩa nội dung của cả câu chuyện, chúng ta cần lưu ý điều đó, chứ không phải hễ nhân vật nào xuất hiện nhiều là chúng ta gọi đó là nhân vật chính. Nội dung ý nghĩa của một chi tiết, hình ảnh hoặc cả đoạn trích bài học nhận thức chúng ta rút ra từ câu chuyện hoặc từ hành động của nhân vật trong chuyện. Chúng ta ôn lại chút xíu kiến thức về mặt tiếng Việt. Chúng ta có những bài như sau, trường từ vựng từ tượng hình, từ tượng thanh, từ địa phương và biệt ngữ xã hội, trợ từ, tháng từ, tình thái từ, nói quá, nói giảm, nói tránh, câu ghép, dấu cầu. Dấu cầu thì chúng ta học ba dấu cầu, dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép. Một vài lưu ý với các em về kiến thức tiếng Việt. Thầy chỉ một vài lưu ý thôi, còn những kiến thức cơ bản các em đã được thầy cô dạy trên lớp rồi. Thứ nhất, thầy lưu ý về bài trường từ vận. Trường từ vận, một trường từ vận bao gồm nhiều từ ngữ. Và những từ ngữ đó có ít nhất một nét chung về nghĩa nhiều từ thì mới thành lập được một trường từ vựng nhé các bạn. Nhiều là bao nhiêu? Hai ba từ trở lên. Chứ nhiều bạn á, thấy trong đoạn văn chỉ có một từ và các bạn kết luận nó đã tạo thành một cái trường từ vựng như vậy là sai. Và chúng ta gọi tên trường từ vựng dựa vào cái nét nghĩa chung của nó. Thứ hai, bài trừ từ tượng hình tượng thanh. Từ tượng hình tượng thanh thường là từ lấy, nhưng không có nghĩa là từ lấy nào cũng là từ tượng hình từ tượng thanh. Từ tượng hình tượng thanh là những từ nó phải gợi sự liên tưởng đến một hình ảnh hoặc một âm thanh có thật trong tự nhiên. Thầy lấy ví dụ như đàn chim hót liếu lo trong vườn cây. Thì liếu lo ở đây không phải là từ tượng thanh bởi vì trong thực tế không có loài chim nào cái tiếng hót của nó là liếu lo liếu lo cả. Bài thứ ba đó là từ địa phương và biệt ngữ xã hội. Đây bài tương đối đơn giản, chúng ta sẽ ôn tập lại nội dung trong tập và trong sách giáo khoa. Bài thứ tư trợ từ tháng từ. Chúng ta cần phân biệt trợ từ với những từ loại khác. Thầy lấy ví dụ. Tôi có chiếc áo mới. Câu 2, tôi mới có 14 tuổi. Thì từ mới ở trong câu 1 nó là tính từ áo mới. Còn từ mới ở trong câu 2 mới là trợ từ. Và mới ở đây là ý nói là gì? Tôi còn trẻ. Thứ hai, tháng từ thường đứng đầu câu. Sau nó thường có dấu phẩy. Nhưng nếu có một mình nó tạo thành một câu thì kết thúc nó sẽ bằng dấu chấm than. Ví dụ này, ta thấy trước nha. Thì này ở đây là tháng từ. Tình thấy từ thường đứng ở cuối câu. Nó có tác dụng tạo ra các kiểu câu. Ví dụ như câu nghi vấn mà ta hay nói là câu hỏi đó. Câu cầu khiến, câu cảm thán nếu chúng ta lượt bỏ nó đi khỏi các kiểu câu đó, thì câu đó sẽ biến thành kiểu câu khác. Thầy ví dụ như mẹ đi chợ rồi à, đây là câu nghi vấn. Nếu chúng ta bỏ tình thái từ à đi, câu này sẽ còn lại gì? Mẹ đi chợ rồi. Như vậy câu nghi vấn ban đầu trở thành câu trần thuật. Các bạn lưu ý. Và tình thái từ có bốn loại, chúng ta dựa vào sách giáo khoa để chúng ta phân loại. Tiếp theo, nói quá. Nó là một phép tu từ nó khác với nói khóa các bạn phân biệt dùm thầy nói khóa thì sự vật hiện tượng được nói đến không có thật còn nói quá sự vật hiện tượng được nói đến là có thật tuy nhiên mức độ quy mô tính chất của nó được tăng lên so với thực tế mà thôi ví dụ tôi vừa thấy một con rùa to bằng chiếc máy bay hành khách đấy là nói khóa trong thực tế làm gì có con rùa nào to như thế bài tiếp theo là nói giảm nói tránh nói giảm nói tránh cũng là một phép tu từ Người ta dùng nói giảm, nói tránh nhằm mục đích là làm giảm sự đau khổ, làm giảm cảm giác nặng nề và tránh cái cảm giác thô tục cho sự diễn đạt của mình. Ví dụ như, nó vừa trở về thì cha mẹ đã không còn. Ở đây từ không còn là một biện pháp nói giảm, nói tránh. Bởi vì không muốn người nghe phải đau khổ hơn, bởi vì người đó đang trải qua một sự mất mát to lớn mất người thân yêu của mình. Bài tiếp theo là bài câu ghép, bài này quan trọng các bạn, kiến thức vừa khó là có khả năng nằm trong đề thi. Câu ghép là câu có nhiều cụm CV không bao chứa nhau. Chúng ta hiểu cái từ bao chứa nghĩa là gì? Bao chứa nhau nghĩa là nó không có cụm nào nằm trong cụm nào. Đây là đặc điểm tạo ra sự khác biệt nó với câu mở rộng thành phần hay còn gọi là câu phước chúng ta đã tìm hiểu năm lớp 7 câu mở rộng thành phần thì nó cũng có nhiều cụm CV nhưng nó sẽ có một cái tình trạng là cụm CV nhỏ nằm trong cụm CV lớn. Ví dụ, vì mẹ thương tôi nên mẹ mới phải vất vả như vậy. Đây là câu ghép, có hai vế. Vế thứ nhất, vì mẹ thương tôi. Vế thứ hai, nên mẹ mới phải vất vả như vậy. Đây là câu ghép hai vế. Hai vế này nó không có vế nào nằm trong vế nào hết. Không bổ chữa lẫn nhau. Còn câu thứ hai, tôi biết mẹ rất thương tôi. Thì đây là một câu phức bởi vì mẹ rất thương tôi là một cụm CV và cụm CV này làm phụ ngữ cho động từ biết và nguyên cái cụm biết mẹ rất thương tôi này là vị ngữ của cả câu. Như vậy, ở đây xảy ra tình trạng cụm CV nhỏ nằm trong cụm CV lớn. Nó là câu phức, không phải câu ghép, các bạn lưu ý. Và các vế trong câu ghép nó sẽ nói với nhau bằng hai cách. Thứ nhất, bằng từ nói thường là những cặp quan hệ từ hoặc những quan hệ từ. Thứ hai là không dùng từ nói. Lúc này thì các vế nó sẽ nói với nhau bằng những dấu câu. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về đoạn văn nghị luận. Từ đầu học kỳ 1 đến giờ, nhiều nhiều em đã quên đi cái cách làm rồi. Đoạn văn nghị luận có hai dạng, ở lớp 8 có hai dạng. Thứ nhất là hiện về một hiện tượng đời sống. Lấy ví dụ như một vài hiện tượng đang được quan tâm hiện nay, xả rác này, ô nhiễm môi trường này, nói tục nè chửi thề nè ăn mặc hở hang vân vân thì đối với kiểu bài này chúng ta làm như sau mở đoạn các bạn sẽ giới thiệu hiện tượng đời sống và trích đề các bạn hiểu trích đề ở đây là gì trích đề ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ tạo mối liên kết với đề bài bằng các cụm từ ví dụ như qua cái câu chuyện nêu trên hoặc qua văn bản trên hoặc trong văn bản trên đấy là trích đề thân đoạn các bạn sẽ trình bày cho thầy những ý cơ bản sau đây Thứ nhất, các bạn sẽ giải thích khái niệm hiện tượng đời sống. Thứ hai là chỉ ra thực trạng của hiện tượng đó trong xã hội. Chúng ta có thể hiểu đây là những biểu hiện cho thấy hiện tượng đó đang dần trở nên phổ biến và gây những cái tác hại nghiêm trọng. Chúng ta nêu những mặt lợi ích hoặc tác hại. Phần này quan trọng là các bạn phải kết hợp được những dẫn chứng. Hãy yêu cầu các bạn kết hợp từ hai dẫn chứng trở lên. Dẫn chứng chúng ta có thể tìm kiếm trong thơ ca, trong văn học, chúng ta cũng có thể tìm kiếm trong đời sống. Thầy uh, nói thêm một điều nữa là nhiều khi trong cái đoạn trích ở cái phần 1 á các bạn nó cũng đã có cái dẫn chứng rồi, nếu chúng ta khôn khéo chúng ta có thể ứng dụng. Thứ tư, chúng ta nói về nguyên những nguyên nhân gây ra hiện tượng trên và cuối cùng chúng ta đề ra giải pháp khắc phục. nên nhớ là cái giải pháp, phá, pháp khắc phục cái tình trạng này, cái hiện tượng này cần phải khả quan, có nghĩa là thực hiện được. Chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái giải pháp mà không thực hiện được. Kết đoạn, chúng ta sẽ khẳng định lại cái tác hại hoặc cái lợi ích của hiện tượng đó. Rồi chúng ta đưa ra một lời kêu gọi ngắn để mọi người cùng nhau phát huy hoặc cùng nhau uh, bài trừ loại bỏ cái hiện tượng đó trong ra khỏi đời sống xã hội. Dạng thứ hai của đoạn văn nghị luận đó là viết về một tư tưởng đạo lý ví dụ như là truyền thống biết ơn ví dụ như là lòng khiêm tốn đức tính giản dị vân vân thì mở đoạn chúng ta sẽ giới thiệu tư tưởng đạo lý và trích đề. Trích đề cũng như trên. Nhưng mà lưu ý với các em là khi mà chúng ta làm về tư tưởng đạo lý thường một cái đề bài ra đề sẽ đi kèm với một phần trích dẫn, một cái lời nói hoặc một cái uh, câu thơ hoặc một cái uh, câu ca dao thuật ngữ chẳng hạn. Thì chúng ta nhiệm vụ của mình khi làm phần mở đoạn đó là chúng ta phải dẫn lại toàn bộ cái câu nói hoặc câu thơ hoặc câu ca dao thuật ngữ đó ở phần mở đoạn. Thân đoạn Đầu tiên chúng ta sẽ giải thích nghĩa của câu nói đó Sau đó chúng ta lý giải tại sao lại nói như vậy Phần này là phần trọng tâm nha các bạn Chúng ta sẽ tìm hai ba lý do Và khi chúng ta trình bày lý giải tại sao chúng ta sẽ kết hợp những dẫn chứng Dẫn chứng như lưu thầy đã nói chúng ta có thể lấy trong văn học Hoặc dẫn chứng lấy trong thực tế đời sống Ở đây phụ thuộc rất nhiều sự hiểu biết Và cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức được tích lũy của các em Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở rộng phê phán và cuối cùng là hướng hành động. Chúng ta sẽ làm gì để chúng ta phát huy cái tư tưởng đạo lý tốt đẹp đó. Kết đoạn, các bạn sẽ khẳng định là ý nghĩa của vấn đề và liên hệ bản thân. Bản thân em sẽ làm việc gì, làm hành động nào, có hành động nào để phát huy cái truyền thống hoặc là cái tư tưởng đạo lý đó. Về phần tập làm văn, thì tập làm văn ở học kỳ 1 chúng ta có hai dạng. Thứ nhất là văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm. Chúng ta đã làm ở học giữa học kỳ 1 rồi đó. Thì ở đây mở bài các bạn sẽ giới thiệu sự việc. Ở đây chỉ cần chúng ta gợi nhớ đến sự việc thôi. Chứ không nhất thiết phải giới thiệu cụ thể quá uh, về sự việc. Tuy nhiên giới thiệu cụ thể thì thì tốt rồi. Ví dụ như sự việc đó sẽ ra ở đâu, khi nào, với ai chẳng hạn. Thân bài. Đầu tiên các bạn sẽ nói nguyên nhân dẫn đến sự việc. Sau đó trình bày diễn biến. Nên nhớ lưu ý trong phần diễn biến để Uh, làm cho cái câu chuyện của mình Trở nên hấp dẫn và lôi cuốn người đọc hơn Thì ở phần diễn biến Chúng ta nên tạo cái tình huống mâu thuẫn của truyện Sau đó chúng ta giải quyết mâu thuẫn Thì chúng ta sẽ kết thúc được câu chuyện đó Thì sẽ hay hơn Ví dụ như là chúng ta Và chúng ta phải tạo tình huống cho hợp lý nha các em Nhiều bạn quên cái phần này Ví dụ như là làm điều có lỗi với thầy cô Sau đó tự dưng cái là mình ngồi chút xíu Cái mình uh, cảm thấy mình có lỗi Mình uh, đi xin lỗi thầy cô liền là không phù hợp Tức là phải có một cái tác nhân nào đó, phải có một cái động lực nào đó, phải có một tình huống nào đó tác động đến cái tư tưởng tình cảm của mình. Khiến mình có cái suy nghĩ khác đi so với cái hành động trước kia của mình, so với suy nghĩ trước kia của mình thì mới hợp lý được. Ví dụ như có ai đó khuyên mình, họ là tình cờ phát hiện ra một bí mật nào đó vân vân thì mình mới hối lỗi được chứ. Rồi, nên nhớ là kết quả của sự việc sẽ nằm ngay trong cái phần thân bài, chứ chúng ta không để qua phần kết bài. Bởi vì kết bài chúng ta chủ yếu nêu cảm nghĩ về cái sự việc đó và bài học mình rút ra từ sự việc đó. Lưu ý là đây là thể loại tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả biểu cảm, chứ không phải là tự sự đơn thuần như lớp 6, Do đó chúng ta cần phải kết hợp thật là nhuần nhuyễn, thật là phù hợp, thật là vừa phải những cái yếu tố miêu tả biểu cảm vào trong văn tự sự làm cho văn bản của mình trở nên uh, hay hơn, hấp dẫn hơn. Lưu ý là khi kết hợp yếu tố miêu tả chúng ta có thể kết hợp miêu tả ngoại cảnh nè, miêu tả ngoại hình của nhân vật nè, hoặc là miêu tả nội tâm. Rồi chúng ta cũng có thể kết hợp yếu tố biểu cảm nữa, ví dụ như chúng ta nói về tâm trạng, cảm xúc, thái độ của nhân vật. Lưu ý phần này chúng ta sẽ kết hợp thêm những cái từ ngữ biểu cảm, những cái câu cảm thán, vân vân. Lưu ý là chúng ta phải có những cái lời thoại của nhân vật ít nhất cũng bốn năm lời thoại và chúng ta phải chất lọc lời thoại nào cho nó đắt nhất chứ không phải là lời thoại nào chúng ta cũng đưa vào mà nhiều khi nó không có giá trị nữa nên nhớ khi trình bày lời thoại là các bạn hai chấm xuống gành xuống hàng gạch đầu dòng để cho giám khảo người ta dễ nhận biết Thứ hai là văn thuyết minh. Thuyết minh thì nó đa dạng lắm các bạn, thuyết minh về nhiều loại lắm, một thứ đồ dùng nè, một món ăn nè, một đồ chơi nè, danh lam thắng cảnh vân vân. Nhớ đây thầy nói thầy gợi ý cho các bạn một số dạng ý cơ bản của một số thuyết minh một số đối tượng mà thôi. Đầu tiên chúng ta thuyết minh về một thứ đồ dùng. Thì mở bài các bạn sẽ giới thiệu đồ dùng và sự phổ biến nó trong đời sống của con người. Thân bài chúng ta nói về nguồn gốc lịch sử của đồ dùng đó ví dụ như là nó xuất hiện từ bao giờ ở đâu sau đó trong quá trình phát triển nó thay đổi như thế nào rồi tiếp đến chúng ta nói về cấu tạo chi tiết của nó ở đây các bạn đầu tiên các bạn phải phân loại nó thành từng phần phân tích nó thành từng phần rồi sau đó các bạn trình bày hết phần nào tới phần đó ví dụ phần vỏ phần ruột nó hết phần vỏ tới phần ruột chứ chúng ta không nói giữa chừng phần vỏ chúng ta chạy qua phần ruột rồi chúng ta quay ngược trở lại là không hợp lý tiếp đến chúng ta nói về cái cách hoạt động nguyên lý hoạt động của cái đồ vật đó nếu cần thiết còn những cái nguyên lý hoạt động nó đơn giản quá chúng ta cũng không cần đề cập đến chỗ này tiếp theo là về công dụng tiếp theo là sử dụng và bảo quản chúng ở đây chúng ta cũng có thể nói về cái cách mua cái món đồ đó chúng ta mua như thế nào chọn lựa ra làm sao phải phù hợp với những tiêu chuẩn nào sử dụng xong phải làm gì vân vân kết bài chúng ta khẳng định lại giá trị và tầm quan trọng của đồ dùng đó trong cuộc sống của con người. Chúng ta nói thêm về thuyết minh về một loài vật. Loài vật ở đây các bạn có thể hiểu là một loài, một loài con vật này, có thể là một loài cây chẳng hạn. Chúng ta làm chung nha. Mở bài là chúng ta giới thiệu loài vật và sự phổ biến của nó. Thân bài, chúng ta nói về nguồn gốc lịch sử. Cũng giống như vậy luôn, nó xuất hiện từ bao giờ, ở đâu, quá trình phát triển, nó trải qua những thay đổi như thế nào, cấu tạo chi tiết của nó, đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của nó, À, rồi lợi ích của nó, rồi cách chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Kết bài, chúng ta khẳng định là giá trị, tầm quan trọng của loài vật đó trong đời sống của con người. Thuyết minh về một trò chơi cũng như vậy. Mở bài, chúng ta giới thiệu trò chơi, sự phổ biến của nó. Thân bài, chúng ta nói về nguồn gốc, lịch sử. Khi chơi, để chơi được, chúng ta cần phải chuẩn bị những vật dụng như thế nào. Ví dụ, bàn chơi, người chơi chẳng hạn. Rồi chúng ta chỉ ra cái cách chơi, chơi như thế nào, từng tự các bước chơi ra sao, luật chơi chơi như thế nào là đúng làm sao để thắng thế nào là thua thế nào là bí và thế nào là phạm luật chúng ta nói hết trong phần này lợi ích của trò chơi đó kết bài chúng ta khẳng định là giá trị tầm quan trọng của trò chơi đó đặc biệt là trong thời hiện đại 4.0 ngày nay chúng ta chỉ gắn mắt của mình vào trong chiếc điện thoại di động như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản những cái nội dung cần thiết ôn lại để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ một sắp tới. Tuy nhiên còn nhiều cái chúng ta cần phải tự ôn ở nhà. Do đó, thầy khuyến khích các bạn ngay từ bây giờ chúng ta phải ôn tập lại những nội dung thầy cô đã dạy các bạn trên lớp từ tuần 1 đến tuần 15. Bởi vì phòng giáo dục ra đề thì chưa có rõ cái giới hạn như thế nào. Chúc các em có một kỳ thi thật tốt đẹp. Chào các em.